Dinheiro no Café Canal. Sim, vamos lá. Vamos lá. Ah, obrigado, obrigado. Fala, viu? Vamos lá. Ah, José. Tá bom. Dinheiro é todo, viu? Ah, que vida. Tá bom. Vamos lá. Mama, mama, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh và Lốc Đồ Loại Châu Phi. Ngày hôm nay thì chú cháu Khánh xuống bản làng 16 hộ sớm hơn thường ngày một chút, thì xuống để gặp các mama ba ba đang làm. Thì hôm nay là Khánh mang tiền rau, vì hôm trước là Khánh không chuẩn bị được tiền đấy các bác. Thì hôm nay là Khánh mang tiền rau cho bà con, chắc là bà con hôm nay là vui lắm các bạn. Cô đi ra đây. Ba 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 ba. Ôi dế mà tinh cùng tiêu, ta đã ra đi nhà được. Cô về á. Ba ba bắt đầu về kia xong rồi. Bắt đầu về kia xong rồi. An tới an tới an tới. Mà tin nâu bơ nâu bơ bơ đi nhà rồi nè. Nâu 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 có gì nota. Bởi cái đi phi si nota. Ôi dế mà tin ra bơ bơ. Để mỗi aku dapat DVD ya. Dan boy tu dulu mama mama tayang di nyari kau merah kau ya. Mama. Tu mama mama udah setak lagi ya. Udah banyak lagi. Kamu mama sướng kau. Mama mama di nyari. Mama mama, pensa, hoje você vai ter vender quanto? Já vende, né? Já vende, né? Já vende, né? 24. Hã? 24. A 24? Mama. Quanto? 18. 18? Mama. 15. 15. Total, Martin, 25 quilo. Cove, pode vender 50 mil. Mama, 50 mil. Mama, mama sabe, né? Cove pequeno. Cove muito pequeno. Martin vai casa, tira coisa não muito bom. Martin faz uma coisa, cove fica casa, depois Martin trazer. Outro, Martin busca DVD, coisa bonito, Martin vende. 50 mil. 25 quilos, hã? Agora assim, Martin DVD 16 casa, um casa 2 mini, fica 32 mini. 18 mini, Martin guarda, ajuda pessoa doente. Tá bom? Agora, mama! Mama! Sim, mama! Mama! Ah, obrigado, obrigado! Fala, viu! Mama! Ah, José! Tá bom! Dinheiro é todo, viu? Ah, que vida! Tá bom! Mama! 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 Não, isso dinheiro, mamá, não dinheiro, Martin! Isso dinheiro, come de dar! Não dinheiro, Martin, né? Dinheiro, come! Mamá, mamá, vou comprar tudo coisa, qualquer coisa, quero! Ah, 3 mil, né? Ah, anh đưa cho mamá 3 nghìn, mamá trả lại 1 nghìn, đúng không ạ? Đấy, bà con rất là thật thà luôn, đúng không ạ? Aqui fica aqui tá falta oh, falta quatro casa. Ah, tio Cico. E Paula. Mamá Maria doente. Oh, com não, tia Paula. Tia Paula, mamá Maria, tio Cico. Mai. Mai Nando, né? Mai Nando. Fica quatro. Sim. Tia Paula onde? Praça também. Praça? Sim. Mamaria doente. Sim. Aqui, 8 mini. 8 mini. Mama Rosa, guarda, depois DVD, tio Cico com tia Paula. Com mamá Maria. Tá bom? Tudo mamá. Casa, pode comprar coisa. Gasosa, ok. Ao comprar bolacha, ajuda a criança, tá bom? Como a mamãe sướng quá. Tá bom.
Comunidade, fazer mais bem, depois ganha mais. Sim. Matin, depois leva a vender grupo vietnamita, ganha mais dinheiro. Isso, couve pequeno dessa aqui, não pode vender 5 mil e acabou. Não chega? Đôi mini. Cảm ơn ba rồi, ở đây chỉ bán 2-3 nghìn nữa các bạn. Rồi, thế là rất là vui rồi. Ba công đi ra đi. Agora, tudo ba José Flávio, Vazu Tumati, Viramasa, Cochitanque. Ba, tudo mama, também, tira capim, cùng bà ra terra, adobe, tá bom? Cùng đôi mama, vai cozinha. Depois comer, meu dia, tá bom? Ok. Ba ba, bây giờ continue hả? Ba sôi liền á. Bây giờ trời lắng rồi, Khánh bảo các ba mama là bắt đầu tay vào làm luôn các bạn. Bây giờ là Khánh cùng với các ba ra đảo vữa. Bố ơi cho cái lốp xuống bố. Đây cho. Hôm nay là Khánh lại mang tiếp hai cái lốp nữa xuống các bạn. Khánh này mua thêm cho bà con là cái nốt bánh xe rùa nữa. Mấy cả đồ vá rồi. Bạn cá lốp vẫn để đâu rồi? Đây bơm Khánh mua đây, chuẩn bị hết đồ nghề này là để chuẩn bị làm cho nó yên tâm các bạn. Khánh mua cả keo dính với cả giấy ráp với các thứ là để vá luôn, xăm xiếc cả bơm là để vá lốp xe luôn, ở đây thủng là làm luôn. Ba mới được quạt đây xuống, ba quạt đây xuống. Martin Comra Novo. Ừ. Isu đã bơi aran giấy sữa. Cái lốp này hôm trước nó bị thủng các bạn. Bút phải dễ sơ cô là cô. Tạ bông. Mama quạt đa ca giá. Đây cho hai cái lốp vào đây. Bàn ta đây. Cứ để đây thôi. Tí mình bảo chú xin cú cất. Ok, fala về José. Tira cimento nhá. Đôi sa cú cimento. Hôm nay thì là Khánh mang nốt mấy các thứ rồi thì là không mua được xi măng. Thì hôm sau Khánh xuống lại mua xi măng. Ok. Khánh bây giờ bắt đầu là cho tưới tường. Tao sẽ massa. Tường khô nữa phải tưới qua này mới bắt đầu xây tiếp được các bạn. Camera men ba nhá. Tao không? Bây giờ đã Khánh bắt đầu rồi. Chú là xây đây. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Khánh cứ đi giải một loạt thằng tí Khánh miết mạch sau các bác. Những người mới tập xây thì không xây được cầu này. Những người tập xây thì nên xây viên nào được bên đấy luôn. Bắt ra xì. Thế sao? Phải đâu vậy? Mẹ tế mát sao anh xin mà? Mẹ tế mát sao? Bom mas que você. Já Ivan está bom, né? Pequeno, tá bom. Massa. Tá bom. Tá bom. Anh đang bị vít rồi các bạn.
Nóng quá. Nhanh nè, nhanh lên xong nè. Nóng quá, nóng quá. Ôi trời dâm nè. Hôm nay Khánh với chú mang tiền rau dưa xuống cho bà con vui. Chia cho mỗi gia đình được 2.000 các bạn. Tối nay bà con chắc lại biết mua bánh hay mua nước ngọt, cả nhà lại uống với nhau vui. Mọi người bọn nó sẽ cố gắng trồng nhiều thêm để có thêm tiền. Hy vọng là vụ tới này là Khánh sẽ trồng nhiều cái loại cây mà có giá trị kinh tế cao. Chinh ngô thì chỉ là vụ đầu Khánh trồng nhiều đâu, vụ thứ hai được Khánh cũng trồng như trồng bình thường thôi. Sẽ trồng nhiều các loại cây giá trị kinh tế như cà chua, bí, cà pháo. Đấy là những loại cây kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền luôn đấy các bạn. Thì cà được vặt liên tục. Hy vọng rằng là Massa, hy vọng rằng là thời gian tới này, sau một vụ nữa là bà con có tiền để mua cái này mua cái kia, sắm sửa. Còn mục đích, mục tiêu chính là vẫn cứ phải là hoàn thành được tiến độ xây nhà. Hy vọng rằng là bà con có sức khỏe. Xây 16 cái nhà là mất rất nhiều thời gian, mà mọi người mà đổ ra đấy là nhớ hết kế hoạch. Tốt rồi. Ôi lắng quá. Nghỉ tí các bạn. Lắng quá. Để cốc trên xe bố. Mệt quá các bạn. Còn hai hàng nữa các bạn. Ê, ông trời dâm đi, con xây nốt đi. Đây Khánh cho các bác xem là cái vị trí này là Khánh mới Khánh để cho bà con này. Đây là vị trí là Khánh để cho bà con là cái chỗ này là nước ra của bể này, mọi người có thể là thau, kê thau ở đây để tháo nước. Còn bên này là vị trí vòi của để thùng các bạn. Khi sau này Khánh sẽ láng cho mọi người xung quanh cái bể này thì này. Chỗ này cái thùng vặn ra thùng, ai lấy thùng thì thùng, mai lấy thau thì thau. Cho bà con tháo nước ra cho tiện đó các bạn. Còn hai cái vòi đằng này thì này, để khi nào mà ta rửa bể thì ta cần dùng đến, hoặc lúc nào cần tháo hết nước thì này. Hai cái vòi ở đây các bạn. Nên tất cả các đường ống là Khánh tính toán xong là đặt gọn gàng rồi. Nghỉ dài nào tí các bạn. Lắng quá, các bác nhìn này, quá lắng luôn. Thank you.
từ hôm Khánh xây bể nè, ông trời chưa có một chưa một trận mưa nào ở đây quá nhỉ. Lúc mình về mới gặp một trận mưa đúng không? Mưa ngang đường còn chưa chắc ở đây mưa cơ. Từ hôm xây bể là chưa mưa trận nào. Sắp xong rồi các bạn. Hả? Hả? Content gì kìa? Rất sớm đi nhận được cô về. À, muy feliz. À. Mete mai. À, tá bom. Sim. 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 Tá bom. Cuya, né? Sí. Đang lắng giữa trưa các bà bảo là Martin giúp thêm hạt giống để trồng thêm nhiều loại cây để mọi người có thêm tiền các bạn. Rất là vui. Được boy bắt ra đi phi xin, tá bom? Được boy aqui comer a ficar rico, tá bom? Não, Martin não rico. Isso, dinheiro. Patrocinador ajuda. Comunidade. Martin não tem dinheiro. Mọi người vừa đã muốn giàu như Martin. Martin làm gì có tiền. Đây là tiền mạnh thường quân hỗ trợ ấy. Tá bom? Tudo bem, fazer bem? Martin ajuda mais, hã? Tira cove, mete outro cimento, depois tira mini, mete outro cimento, hã? Tudo bem, beleza, controlar bem, tá bom? Depois ganha mais, tem mais dinheiro, compra coisa azul da casa, hã? Sim. Mọi người rất vui các bạn. Đây bố nghe mọi người bảo là giúp mọi người thêm hạt giống bố. Một số loại cây trồng là bố còn mình phải để hạt lấy giống đấy bố. Một số loại thì phải mua mới, nhưng một số loại là phải để hạt giống để cho đỡ phải tốn tiền nữa. Bởi vì bây giờ mình trồng được ra rồi, có nhỉ? Cái cà chua đấy, đợt trước bố còn mình mua hạt đấy. Khả năng là mua mấy cái quả đẹp ở trong siêu thị về ấy bố. Hạt giống vẫn còn nhưng hôm nay cũng phải đi mua ít quả đẹp ở trong siêu thị ấy. Làm lấy hạt giống thủ công như ngày xưa ở Việt Nam. Sao xong rồi, nắng quá. Đang trưa mệt. Nghe các ba nói thế rất là vui. Mọi người cứ cố gắng lên. Sẽ còn nhiều cây trồng. Vụ 2 này kế hoạch của Khánh là đang muốn giúp bọn bà con là thêm nhiều cây trồng để kiếm tiền. Và làm việc ra đi qua. Đoạn ngắn là Khánh chỉ cần giống thuốc là thắng. Mười một rưỡi dễ trưa rồi, xong là vừa đẹp đấy. Cô đưa nốt về đây đây. Ôi giời. Ôi, sao các ba? Ba ba đi đi rồi.
Baba Renino. Sa ka ba? Fala, fala. Sa ka ba, mama? Sa ka ba, kada fa kume ha? Lande. Sa ka ba? Tabo. Oi, tamo lá. Oi, tchau, tchau, Zaira. Tá barulho, tem terapia, ó. Hôm nào Khánh xây xong là các mama là cũng về vào xe các bạn. Come on, mama. Oh, mama, lima bay tu được cô lê, phải làm việc. Lima bay cô lê. Bố bảo mọi người là dọn dọn đồ đi. Mama, mama. Isso, isso tubo. Quando limpa, tira isso, ó. Abre, limpa. Fazer assim. Depois, cai a água. Tem mais aqui. Mais aqui, mamã. Aqui, água, torneira, sair banheira. Sair banheira. Aqui, sair balde. Dois, tá lá. Tá bom, lá. Depois, meu timão, tá tolera. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom, José. Khánh Nhà vừa hoàn thành xong nhưng vẫn hoàn thành xong hôm nay thôi, xong ngày nữa các bạn. Chứ chưa xong được. Còn một hôm nữa thì Khánh mới xây xong. Mọi người nhìn thấy Khánh xây có đéo ạ. Các bác, cô chú, anh chị xem video của ý Khánh à. Thấy hay và ý nghĩa thì ủng hộ ý Khánh và bà con nhá. Trời rất là nắng luôn ạ. Các bác có chơi chị ủng hộ ý Khánh và bà con, cho ý Khánh và bà con một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký. Khánh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào. Lắng quá. Cảm ơn mama. Mai qua sẽ semana rebo capuli tu aku ya. Agora a comunidade, matem papá mamá, vai comer. Yeah!